năm 1979, một ngày bắt đầu một năm mới. Thời gian cho chiến dịch đệm đã kết thúc, tình hình chiến sự diễn biến nhanh và sôi động hơn bao giờ hết. Đơn vị tôi không còn chỉ hành quân đêm để giữ bí mật nữa mà đã công khai hành quân cả ban ngày. Những chiếc khu trục T-28 của bọn Pol Pot xuất phát từ phi trường Pochentong xuất hiện nhiều hơn. Chúng quần đảo và đánh bom vào đội hình của sư đoàn 5 các loại cao xạ 37 và 12 ly 7 của ta đã bắn trả quyết liệt. Tiếng bom nổ chỉ cách đội hình chúng tôi khoảng 2 km. Thật kinh khủng. Mỗi lần bom nổ là mặt đất rung rinh như động đất. Để trả giá cho màn đất đối không và ngược lại hết sức ngoạn ngục là một chiếc T-28 xịt khói đen và cắm đầu xuống đất. Còn trung đoàn 174 đi đất gần một đại đội bộ binh vì bị trúng bom. Riêng trung đoàn 732 vẫn tiếp tục băng rừng hành quân đến mục tiêu quy định. Không có thời gian để chơi đùa với những con chim sắt cổ lỗ sĩ có chờ loại trái cây tử thần. Trên mặt chiếc đồng hồ của tôi chỉ kém 5 phút là 4 giờ sáng. Đơn vị tôi ra đến mép bìa rừng và trước mặt là cánh đồng chạy từ bắc xuống nam. Với tầm nhìn thông thoáng xa hơn trước mặt chừng 1 km là thị xã đầm dương chúng tôi được lệnh dừng lại để đào công sự dã dạ chiến chuẩn bị chiến đấu một phần vì đã quá mệt mỏi hơn nữa chúng tôi là lính bộ binh chứ không phải là đơn vị hỏa lực cần phải tốn nhiều công sức để làm hầm cho súng tiểu đội tôi mỗi đứa chỉ khoét một cái ổ mèo sâu chừng ba bốn tấc rồi nhảy vào co do cho đỡ lạnh sau khi phân công người cảnh giới tôi lục cơm nắm để dành cho buổi sáng Ra gậm mấy miếng Rồi ngủ tiếp đi lúc nào không biết Pháo 105 của sư đoàn từ Cam Tuốt Bắn lên dạo đầu cho trận đánh Làm tôi giật mình thức tỉnh Các khẩu cối 82 của tiểu đoàn và trung đoàn ở phía sau Cũng thi nhau nhả đạn Hướng vào thị xã Đầm Dương sau khi pháo binh tạm ngưng tác xạ Chúng tôi được lệnh băng qua cánh đồng Còn chơ gốc dạ Để tiến về phía đông thị xã Tiểu đoàn 3 ở phía bắc lộ 13 Phía nam lộ gồm tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 Với thế trận hàng ngang Hình thành 3 mũi tấn công Trong đó tiểu đoàn 1 của tôi Là nỗ lực chính Để tiến chiếm trung tâm thị xã Trên cánh đồng rộng lớn ấy Thấy rõ quân cả ba đại đội Của tiểu đoàn 1 dàn hàng ngang tiến lên dưới sự điểm trợ của cối 82 và không giật 75 của trung đoàn. Chúng tôi tiến được hơn 500 mét thì quân của sư đoàn 603 Pol Pot bắt đầu mở nút chai chàm bành. 120 và 82 chào đón chúng tôi ngay giữa cánh đồng. Tiếng nổ của đạn cối 120 của bọn Pol Pot này cướp tinh thần không thua gì lựu pháo 155. Trọng liên 12 ly 7 từ trong những hàng dừa thơ mộng Chúng quét ra từng loạt dài Làm cho đà tiến công của đơn vị chậm lại thấy rõ Tiếng nổ dồn của đạn B40 ở Bắc Lộ 13 Và bên cánh trái đơn vị tôi Cho thấy tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3 Cũng đã chạm địch Hết bò rồi trườn như con rắn Trên nền đất ruộng khô nứt nẻ Lâu lâu rung chuyển như có động đất Bởi sức nổ của đạn cối 120 mươi lệnh của thiếu úy vinh đại đội trưởng thúc chúng tôi phải tiến nhanh hơn nữa để nhanh chóng tiếp cận vào xóm nhà gần nhất tránh đưa lưng cho địch nện pháo cối gây thương vong địch vẫn hung hăng bắn chặn chúng tôi một cách quyết liệt cuối cùng thì chúng tôi cũng tiếp cận được phòng tuyến của bọn 603 một lần nữa tôi đối diện trực tiếp với những thằng láng giềng hắc ám chúng tôi đã lọt vào giữa thành phố phía trước mặt sau những cái nhà sàn Là tiếng gầm rú của khẩu 12 ly 7 Đang nã đạn vào đội hình Của thiếu úy sáng đại đội 1 Trung sĩ Hưng ra lệnh cho tôi Chúng ta bắn yểm hộ Thằng Tị, thằng Lân và Phượng Lên làm câm họng thằng 12 ly 7 đó đi Bà đứa tôi mang tiểu liên Nhưng tôi và thằng Lân Mỗi thằng có thêm một trái M72 Đeo theo khẩu AK vào lưng Tôi mở chốt và kéo dương khẩu M72 rồi mở khóa an toàn Để sẵn lên vai rồi bảo Hai thằng mày ở hai bên cảnh giới Sẵn sàng bắn chi viện Để tao xử nó cho Nói xong chúng tôi xuất phát Khi tiểu đội 8 của anh Khải Bắn chặn tổ bảo vệ khẩu 12 ly 7 Của Pol Pot Phượng lom khom ôm tiểu liên Chạy trước cách 3 mét Kế đến là tôi Và sau cùng là Lân Đen Vượt qua được 4 cái nhà sàn Tiếng nổ của 12 ly 7 rất gần độ chừng 50 mét Thì bỗng dưng tôi thấy nhìn thấy một cụm khói Có ánh lửa bựng lên từ phía trước mặt bên phải Theo phản xạ dạ, tôi quay nòng khẩu M72 Về hướng phát ra cụm khói và bấm nút điểm hỏa Trái M72 vừa bay ra khỏi nòng Thì đồng thời tôi kịp nghe tiếng pục khói bùng mịt mù Trái B41 của thằng Pol Pot đã nổ ngay dưới chân thằng Phượng Làm nó tử thương tức thì Tôi bị một mảnh đạn găm vào cằm, máu chảy khá nhiều. Nghe tiếng nổ, trục sĩ Hưng kéo cả trung đội lên với tôi. Dũng Huế lấy băng cá nhân quấn quanh cằm đến cổ, làm tôi nghẹt thở. Trái M72 do tôi bắn đã làm chết hai tên Pol Pot. Một thằng thì mảnh găm đầy mặt, một thằng bị banh lồng ngực. Khẩu B41 văng ra cách 10 mét, còn khẩu M16 thì cong queo. Nghe bị động, Ổ bọn 260 đã tháo súng Đem khẩu 12 ly 7 chạy mất Hướng tấn công của tiểu đoàn 2 Đã vào được thị xã Nhưng bị dậm chân tại chỗ Bởi sự phản kích của bọn 603 Đang hình thành thế bao vây Đại đội 3 của tôi Được rút ra để chi viện cho tiểu đoàn 2 Tuy bị thương Ảnh hưởng cho tôi về tuyến sau Nhưng tôi vẫn xin ở lại Để cùng với anh em Chi viện cho tiểu đoàn 2 Tiểu đoàn 2 không thể chọc thủng tuyến phòng thủ của địch mà còn bị rơi vào tình huống nguy hiểm bởi sự phản kích bất ngờ và quyết liệt của quân sư đoàn 603, đã có một số binh sĩ hy sinh. Đại đội 3 tiểu đoàn 1 có trách nhiệm đánh lướt sườn để ngăn chặn sự tấn công hùng hãn của địch đang trong tình thế bị đánh cả ba mặt mà sau lưng là dòng sông Mekong. Lúc này trời đã quá trưa kim đồng hồ chỉ 12 giờ 45 Địch đặt một cây đại liên ở hướng nam phía cuối con đường chính của thị xã bắn ngược lên Nên phải mất hơn một tiếng Đại đội tôi mới băng qua được những con đường để vào khu vực của tiểu đoàn 2 đang đụng nặng Đại đội 3 phải đi vòng xuống hướng nam rồi mới rùi vào bên hông đội hình địch để chia lửa với tiểu đoàn 2 Đội hình di chuyển hàng một hai bên con lộ Trung đội của tôi đi đầu khi đang bước chân lên lề đường thì có tiếng rít của đạn pháo ngay phía trước mặt sát đỉnh đầu kinh nghiệm cho biết là không ổn tôi lăn vội xuống lề đường một tiếng nổ như xé rách màng tai ngay phía sau lưng tôi nhìn lại phía sau thì thấy chiếc xe bò văng lên trên lề đường cũng không thể nấn ná ở đây thêm tôi thúc tiểu đội ào nhanh vào căn nhà đã bị phá hủy một phần bởi đạn pháo giữa nhà có thi thể hai người Campuchia đã có ruồi nhặng bu có lẽ mới chết do đạn pháo của ta xung quanh là những gốc xoài to cành gãy la liệt ngổn ngang chúng tôi phát hiện có địch tôi thấy rõ hai thằng mang ak chạy lùi vào căn nhà ngói để mở đầu khai trương cho trung đội tôi nhảy xuống dưới đường cống đối diện căn nhà rồi dùng m 72 của thằng lân thổi vào đục thủng cái tường phía trước Tức thì một loạn đạn đáp trả Từ phía trong nhà bắn ra Một cách yếu ớt Sau khi vài trái M79 Của Trung Sĩ Hưng được bắn vào ô cửa sổ Thì ngay lập tức Trung đội của tôi được lệnh băng qua đường Ngay lúc này Hỏa lực của địch từ trong căn nhà đổ nát Bên cạnh mới khai hỏa mãnh liệt Lần tấn công này Trung đội của tôi phải chịu sự hy sinh Của một người nữa vì hỏa lực địch Lúc sáng là Trần Quang Phượng còn bây giờ là Nguyễn Văn Phước Cả hai đều quê ở quận 10 Ngoài binh sĩ hy sinh Số còn lại phóng lọt qua bên kia đường Áp sát vào bức tường Dũng Huế dùng liệu đạn M67 Thanh toán ở Pol Pot trong căn nhà ngói Sau khi tiểu đội của tôi ra dấu Đã làm chủ tình hình toàn bộ những ngôi nhà Thì trung đội 7 và 8 Cũng vượt qua đường Dưới sự bắn hiểm trợ của trung đội 9 chúng tôi Lúc này bên cánh tiểu đoàn 2 Được thêm sự yểm trợ của hỏa lực Từ tiểu đoàn 1 chi viện Từ bên cánh phải Nên cũng đã chiếm được một số khu nhà Đầy quân 603 ra phía bờ sông Giao tranh vẫn dữ dội Cũng giống như trường hợp của chúng tôi Nhưng mãnh liệt hơn Hàng chục quả đạn Đại Bác 155 Của sư đoàn 303 Bắn chi viện Rơi chúng vào những tòa nhà Khiến tường xung quanh đổ sập chỉ còn trơ lại các cột bê tông tiểu đội tôi chỉ nhích lên được từng chút một bởi mấy thằng pol pot này cũng đâu có vừa cứ hết thằng này lượn qua rồi thằng khác lượn như sóc dưới những căn nhà sàn tôi đã bắn hơn một băng đạn mà không trúng được thằng nào mà hễ bọn tôi vừa lú đầu ra thì tiểu liên trung liên địch nó quất rào rào hoặc tặng ngay cho trái b 40 chúng tôi không lên được làm thiếu úy vinh đại đội trưởng nổi khung chửi um tí mệt dm anh em tiểu đoàn hai đang đổ máu kìa tiến nhanh lên lính với tráng hèn hèn thiếu úy vinh tiếp tục chửi thiếu úy vinh xách k năm chạy lên chỗ của tôi làm tăng khánh mang máy hại oát phải chạy theo nhét vội khẩu k năm vào lưng quần rồi ngó quanh bảo thằng bình đưa cho khẩu m bảy hai và bắn vào xóm nhà trước mặt. Ngay lập tức, thằng Pol trả lời bằng bốn trái B40 bắn ngay vào chỗ chúng tôi. Lúc này Thiếu Úy Vinh mới lên tiếng và cười khè hè "DM, chúng nó bắn dữ thật." Liệu pháo ngoài sư đoàn lại bắn vào. Mấy anh em chúng tôi co rúm nấp đằng sau tấm đan bởi nhiều mảnh đạn pháo các loại văng vào tấm đan nghe cứ bùm bụp đến ớn xương sống. Rồi thì bỗng nhiên B40, B41 nổ như liên thanh Tiếng con gà cổ 12 ly 7 Gáy nghe hung hồn Với cách điểm xạ Tôi biết đó là quân của tiểu đoàn 1 Đã vào tới Xung phong, xung phong Súng vẫn nổ Những tiếng hô xung phong dậy tứ bề Đại đội tôi cùng xung phong và băng lên Lực lượng của quân trung đoàn 732 Đã hất quân của sư đoàn 603 xuống dòng mê công nổi tiếng của đông nam á ra đến bờ sông mê công tôi không còn tin ở mắt mình được chứng kiến một cảnh tượng không thể tả bằng lời với không gian hai chục hoành tung một km có hàng trăm tên pol đang bơi lội dưới sông gần thì nhìn rõ đầu người xa hơn là những chấm đen lắc qua lắc lại ở trên bờ chúng tôi tác xạ tự do gần thì tiểu liên Xa hơn thì dùng cối 62, 82 cùng 12 ly 7 Thậm chí có cả 75 Cứ mỗi mục tiêu bị bắn trúng Là một món nợ phải trả biến mất trên dòng mê công xanh biếc màu trời Số lượng địch bị tiêu diệt khi vượt sông Chỉ 2 phần 3 số may mắn qua được bờ bên kia Rồi nhanh chóng biến mất vào những dặng rửa xanh 14 giờ chiều Chúng tôi đã làm chủ hoàn toàn trung tâm thị xã Karatí Quân của sư đoàn 5 đã thanh toán lực lượng phòng thủ của sân bay Đầm Dương Riêng trung đoàn 731 đang hành tiến về hướng thị trấn Chờ Long Trong lúc ngồi chờ cơm chiều Tôi ngồi bên bờ mê công với điếu thuốc trên tay Tìm một chút thư giãn trong cái thành phố Calatí xinh đẹp Phải nói nó không những xinh đẹp mà còn thơ mộng Với những ngôi nhà cao giáo bằng gỗ tốt, mái lợp ngói luôn dợp mát với những hàng dừa xanh chạy cặp theo bờ sông dòng mê công thì nước xanh ra trời chạy uốn lượn cùng những bãi cát vàng vô tận những cái xác của bọn pol pot nằm úp nửa dưới nước nửa trên bờ cát lôi tôi trở về với thực tại nhìn màu hoàng hôn đỏ như máu trói nắng trên dòng mê công lòng tôi cảm thấy có chút muộn phiền khi mới hôm rồi bị bọn 260 tập kích vào bộ chỉ huy sư đoàn Không biết người ta có an toàn không Không biết tôi có yếu đuối quá không Khi trong đầu tôi cố xua đuổi Điều tôi không dám nghĩ Tôi không có cách gì hơn để biết tin tức Vì tôi chỉ là người lính quèn 17 giờ chúng tôi phải cơm nước xong Để tối nay tiểu đoàn 1 sẽ vượt sang sông Cồn Truy kích bọn 603 Cơm nước xong tôi đem vị thần hộ mệnh của mình ra lau chùi vì mấy hôm nay đã bắn rất nhiều và cần phải được làm đẹp một chút mỗi thuốc súng bám trong nòng và bệ khóa đen thui khẩu ak của tôi do trung quốc sản xuất nên hơi nặng xấu xí hơn ak của nga và tiệp khắc nhưng bù lại cậu ta nổ rất ngon và chưa bao giờ bị hóc khi tắc xạ y sĩ của tiểu đoàn và y tá của đại đội xuống thay băng cho tôi Vì từ trưa đến giờ chưa được chăm sóc vết thương Nên cằm của tôi đã bắt đầu bị sưng lên khá đau Cái mảnh B41 dài 2cm còn nằm nguyên trên cằm Được lấy ra cong queo như cọng rau muống Rồi y tá đại đội tiêm cho tôi một mũi uốn ván Và một mũi penicillin Rồi phải uống cả chục viên thuốc màu trắng, xanh, đỏ Mà không biết là thứ thuốc gì cái thứ quỷ penicillin tiêm vào mông như xé thịt Đau thấy ông trời Chính tay anh Vũ Y sĩ tiểu đoàn băng vết thương lại cho tôi Theo đúng bài ngành y Kéo băng từ cầm Ra sau hai mang tai Rồi vòng từ dưới quay hàm lên đỉnh đầu Trông rất gọn Không như thằng Dũng Huế Nó cuốn băng lòng vòng quanh cổ Làm tôi muốn lè cả lưỡi Mà băng nó cứ tuột lên tuột xuống Trời đã tối hẳn đơn vị chuẩn bị hành quân vượt sông trước khi trăng lên lúc nửa đêm thiếu úy vinh xuống trung đội tôi kiểm tra anh nhìn thấy tôi đầu quấn băng trắng toát đã bảo với trùng sĩ hưng thằng tị nó bị thương vậy nên đêm nay hưng cho nó ở nhà để nghỉ ngơi một chút sáng mai đơn vị sẽ về ngay thôi rồi cả đại đội xuất phát xuống bờ sông để lên những chiếc xuồng cao su của công binh quân khu đang chờ sẵn lệnh của chỉ huy tôi phải chấp hành ở lại nhà trông chừng ba lô cho anh em cùng thượng sĩ nhiêu quản trị trưởng cái ông thượng sĩ nhiêu người hà bắc nhập ngũ năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai người tầm tầm với nước da đen tai tái do bị sốt rét kinh niên lúc nào cũng lừ lừ như tàu điện và lúc nào bên hông cũng đeo khẩu bazoka bằng ống tre đã lên nước đen đen vàng vàng cáu bẩn một đêm ở với anh ta chỉ nói mấy câu còn lại chỉ rét rét bắn liên lịa Không biết bao nhiêu là thuốc lào Gió sông mê công Về đêm thổi mạnh Đứng trên bờ mà gọi xuống Thì người ở dưới bãi cát sẽ không nghe thấy gì Chính vì vậy tai nạn đã xảy ra Hai chiếc xuồng cao su của công binh quân khu chết máy Bị gió lùa vào bờ Ngay họng khẩu 12 ly 7 của K-18 Ở trên hô mật khẩu Nhưng ở dưới không nghe được Nên không trả lời trong cái bóng tối lờ mờ ấy, 12 ly lết của trung đoàn đã bắn chìm một xuồng cao su, làm bị thương một và chết một công binh. Chưa hết do không đủ xuồng để vượt sông cho kịp thời gian, trước khi trăng lên để tránh kẻ địch phát hiện, cả 19 công binh trung đoàn đã huy động một số xuồng ghe dân dụng tại chỗ để đại đội 2 của Tiểu Ý Hoa vượt sông. Lính của đại đội 2 toàn bộ là quận 10 những dân chơi thành phố nào giờ chỉ thấy chèo thuyền trên phim ảnh bây giờ ra thực tế buộc phải tự chèo lúc đầu khá thuận lợi nhưng qua gần bờ thì bị nước đẩy làm một số thuyền cứ xoay vòng không tiếp bờ được và lật úp tôi ngồi ở bờ bên này trong tiếng gió đưa ù ù vẫn nghe được những tiếng kêu cứu trí chóe của lính ta vì không phải anh nào cũng biết bơi cũng may vào mùa khô nước sông Mê Công khá cạn Nên không ai bị gì Cái màn vũ hội vượt sông ảo ảo của tiểu đoàn 1 Đã đánh động tàn quân của 603 Tiếp tục vượt sông Trốn hết vào đất Cam Phong Tràm Sáng hôm sau Đoàn quân chiến thắng Mang theo về cá Chiến lợi phẩm toàn là cá của dân bên cồn Cho con tốt Việt Nam Thằng Hòa Bọ Chét Đem về hai con cá mắm to Có mùi thơm của cá mắm có mùi thơm của mắm cá xỉu Kho lên ăn với cơm khá ngon Mới đó đã gần 10 giờ sáng Cơm nước xong Chưa kịp nghỉ ngơi Thì liên lạc đại đội chạy xuống Báo chuẩn bị hành quân tiếp Để giải vây cho trung đoàn 731 Đang bị kẹt ở phía nam Karati Lại một kỷ niệm khó phai nhòa 11 giờ 30 Tiểu đoàn 1 bắt đầu hành quân Theo con lộ 308 Đi về hướng nam Cặp theo sông Mekong Đại đội 1 của Thiếu Ý Sáng đi đầu Cùng trung đội trinh sát của tiểu đoàn Kế đến là đại đội 3 của tôi Và tiểu đoàn bộ Cùng đại đội 4 hỏa lực Đại đội 2 đi sau cùng đội hình tiểu đoàn Phía sau chúng tôi Là đội hình của trung đoàn bộ Và các đại đội trợ chiến Cùng tiểu đoàn 3 Tiểu đoàn 2 bào chót Đoạn đường hành quân chi viện Cho trung đoàn 316 E731 Dài độ 10 km ra khỏi thị trấn karati là một bầu nước lớn và độ dài 4km bên tay trái tiểu đoàn 1 tách ra khỏi đội hình lớn cắt đường về hướng đông nam độ 6km thì bẻ góc về hướng tây chừng 1km triển khai đội hình tác chiến và nằm chờ lệnh của trung đoàn lúc này trung đội tôi cách 800m về phía đông Phum Sertung Đam Bang nơi trung đoàn 36 đang bị địch vây hãm đại đội 1 ở giữa là xung lực chủ của tiểu đoàn nên được tăng cường hai khẩu 12 ly 7. Sau lưng đại đội 1 cách khoảng 200m là ban chỉ huy tiểu đoàn và đại đội 4 hỏa lực. Bên phải tiểu đoàn chừng 200m là đại đội 2 và bên cánh phải của đại đội 1 độ 300m. Ngoài cùng là đại đội 3 của tôi. Thời gian chờ lệnh nổ súng tiếp tục trôi đi. Đang trong trạng thái mưa ngủ tôi choàng dậy bởi tiếng quát của trung sĩ hưng là tụi thằng minh mới mẻ chúng mày gác thế à trung đoàn vừa điện xuống thông báo địch đang triển khai lực lượng với hướng phát triển đúng vào đội hình của tèo đoàn một đấy đang nói giọng trung sĩ hưng bỗng lạc đi ô bọn nào đang ở phía ngoài trước thế kia để đáp lại câu hỏi của anh hưng là những loạt đạn tiểu liên bắn vào đội hình của chúng tôi phía ngoài kia bọn Pol Pot không từ nơi chúng đang bao vây trung đoàn 316 mà trong quốc lộ 308 Phum Prech Cham Lắc tràng ra như bảy kiến đen chụp khẩu súng bên cạnh bằng động tác cực kỳ nhanh và chính xác như đã được lập trình tôi nổ súng đáp trả những âm thanh trầm ấm của m bảy chín và tiếng cối đầu nòng của ta hòa cùng những tia chớp lóe của hỏa khí địch nổ cấp tập vỗ mặt đại đội ba lúc này tôi thấy không chỉ trước mặt mà ngay bên cánh trái của chúng tôi đã xuất hiện vô số lính mặc quân phục xanh đang vận động và điên cuồng nã đạn vào trung đội chín của tôi những chớp lửa kèm theo tiếng nổ đinh tai làm khói bụi trùm lên vị trí của tôi và hùng con còn nghe được tiếng nổ có nghĩa là mình vẫn còn sống tôi thầm nhủ trước sự hung hăng của kẻ thù chúng tôi phản ứng tự nhiên theo bản năng để bảo vệ sinh mạng của chính mình. Thấy địch là bắn, bắn xong là lăn người qua chỗ khác để tránh ăn hỏa lực, rồi lại bắn tiếp. Trong tình huống trung đội 9 của tôi bị hỏa lực và xung lực địch tấp tơi bời, thì đại đội đã kịp thời điều trung đội 8 của trung sĩ vẹn từ bên cánh phải của trung đội 7. Bọc vòng sang cánh trái để gỡ bí cho chúng tôi, đồng thời cối 82 của tiểu đoàn cũng rót vào đội hình bọn 603 để giảm bớt áp lực cho đại đội 3. Trong hoàn cảnh đánh vận động không có công sự, chúng tôi chỉ có nằm như con rán và lủi như con trồn để tránh đạn. Tôi bỗng trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ, mặc cho những tiếng nổ liên tục xung quanh để hạn chế sự phát hiện của địch. Trong lúc đánh trả đối phương, tôi chỉ thực hiện những loạt điểm xạ ngắn, ngắt quãng nên giữa âm thanh vang động của các loại hỏa lực Bọn Pol Pot sẽ không thể xác định được vị trí chính xác của tôi Nhưng rồi thì cái điều tệ nhất cũng đến với tôi Một tên địch với khẩu B40 trên vai đã phát hiện ra tôi Lúc tôi nhòi người di chuyển Tôi bỗng thấy một quần lửa màu da cam phủ kín lên người Tai tôi chỉ nghe tiếng bục Và không thấy gì ngoài một cảm giác nhẹ tinh đang lan dần từ trên đỉnh đầu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cố nâng người lên, nhưng hình như tôi đã mất hết toàn bộ sức lực. Tôi thầm nhủ, tôi đang sắp chết chăng? Không gian, thời gian như dừng lại, chỉ vài giây bởi cảm giác tôi bị ngất đi. Chỉ một tiếng nổ lớn ngay bên cạnh đã làm tôi hồi tỉnh lại. Như một phản xạ tự nhiên, tay phải kéo khẩu tiểu liên AK, còn vướng dây súng bên dưới gốc cây bần Ngước mắt nhìn về bên phải Tôi bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của tên lính Pol Pot Đang đứng cách tôi chưa đầy 20 mét Trên vai của nó còn vác khẩu súng P40 Mà quả đạn nó vừa mới làm cho tôi Cảm nhận sự trông tranh đến hoang dại Có lẽ cảnh tượng trước mắt Không làm cho tên lính có thể tin được Những gì đang diễn ra và trước mắt nó Chắc chắn nó không thể tin nổi vì sao tôi lại có thể sống sót trước sự công phá khủng khiếp của trái đạn B40 đủ để công phá một chiếc xe thiết giáp cũng có thể khi nhìn thấy tôi với hình ảnh một người lính trong trang phục rách nát từ đầu cho đến chân nhuộm đầy một màu đất sình lầy pha lẫn máu đang chảy ra từ tai, mũi, đầu đang quấn băng đang cố nhìn nó. Nó đứng đó bất động rồi đổ gục xuống sau những cái nảy lên từ khẩu súng AK trên tay tôi. Tôi thầm nghĩ, nếu như nó đừng có ý định thu chiến lợi phẩm là khẩu súng của tôi, nó sẽ có cơ hội sống dù trận chiến kết thúc như thế nào. Và nó đã không phải chết như thế. Chừng 10 phút sau, từ lúc tôi tiêu diệt tên lính xấu số ấy, các đại đội bộ binh của tiểu đoàn 1 đã bắt đầu tổ chức phản công dữ dội và nhanh chóng đẩy lùi đợt tập kích bất ngờ của một bộ phận dự bị tinh nhuệ thuộc tiểu đoàn 603 của Pol Pot phải chịu lui quân về hướng thị trấn Chờ Lòng. Đại đội của tôi được lệnh tiến vào Phum Brek Cham Lắc, lập phòng tuyến chặn ngang trên quốc lộ 308 để đề phòng địch đưa quân từ hướng Nam chi viện cho đơn vị bao vây trung đoàn 36. Tiếng bích kích pháo và không giật 75 của trung đoàn 732 đã nổ quyết liệt làm nền cho lực lượng của tiểu đoàn 2 tập kích từ hướng bắc xuống phum Sật Tung đam Bang. Từ hướng tây, hai khẩu 12 ly 7 và cô 82 và 60 của tiểu đoàn 1 cũng thi nhau nã đạn vào địa phum để tạo điều kiện cho xung lực đại đội 1 và đại đội 2 áp sát vào phía đông và đông nam Sật Tung Dam Bang. Ngoại hợp nội ứng từ bên trong các đơn vị của trung đoàn 36 đã vùng dậy phản kích làm trung đoàn chính quy 603 của Pol Pot vỡ trận. Một lần nữa, lịch sử lại lập lại. Một bộ phận của 603 đã cố thoát về hướng Tây, còn lại đại bộ phận đã bị trung đoàn 732 và trung đoàn 36 đẩy lọt xuống dòng sông và lần nữa hơn 100 tên đã tắm mát vĩnh viễn dưới dòng mê công giành tiếng có một điều kỳ diệu cho đại đội 3 của tôi Sau trận chiến khá ác liệt Nhưng không có trường hợp thương vong nào Tôi xin cảm ơn trời đã phù hộ cho những người lính của chúng tôi Sau khi giải vây cho trung đoàn 316 thành công Một tin vui chợt đến đây bất ngờ với chúng tôi Quân đội nhân dân Việt Nam đã giải phóng Phnom Nhôm Pinh Vào ngày 7 tháng 1 năm 1979 Một ngày đáng ghi nhớ Điều đó có nghĩa là Sào huyệt của bọn diệt chủng đã bị đánh tan tác và hòa bình sẽ trở lại, bình đào sẽ chấm dứt. Mọi người trong đại đội từ quan đến quân đều hồ hởi vui sướng. Thằng Hùng Bông rồi Minh Mới Mè nhảy cỡn lên như trẻ con. Dũng Huế điềm đạm hơn, choàng tay qua vai tôi. Sắp được về nhà rồi tị à, tao sẽ đi học lại. Còn mi thì sao hả? đạp xích lô để dành tiền để lỡ có con nhỏ nào nó ưng thì cưới làm vợ tôi sẵn giọng trả lời trời trời nghe cái thằng công tử bột này mày nói có nên tin không hè thằng dũng huế vừa nheo mắt vừa cười ha hả còn tôi ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào cột nhà sàn kéo khẩu tiểu liên để lên đùi rồi móc thuốc ra hút được về nhà sẽ tính sau còn trước mắt Xuyên qua khói thuốc bay lên, tan dần trên không, tôi ngắm nhìn đồng đội của tôi đang trong niềm vui và hy vọng. Cục diện chiến trường khu vực miền Đông Campuchia do quân khu 7 đảm nhiệm phát triển thuận lợi khi các sư đoàn 5, sư đoàn 303 và 302 đã đánh thiệt hại nặng hai sư đoàn chính quy 260 và sư đoàn 603 của Pol Pot và việc chiếm thị xã Karati đã tạo sự ảnh hưởng dây chuyền làm mất tinh thần các đơn vị tác chiến của quân đội Khmer Đỏ trước sự tấn công như vũ bão của các quân đoàn chủ lực Việt Nam về mũi tấn công quân đoàn 4 của tướng Hoàng Cầm gồm các sư đoàn 2, 7 và sư đoàn 9 sau khi đẩy lùi các sư đoàn 340, 221 và 703 của Pol Pot đã kiểm soát toàn bộ tỉnh Sơ Vây Riêng làm chủ quốc lộ 1 cung đường chiến lược nối từ thành phố Hồ Chí Minh sang thủ đô Phnom Penh. Các đơn vị của quân đoàn 4 tuy vấp phải sự kháng cự của các sư đoàn thiện chiến bồn Pot, nhưng cuối cùng sư đoàn 7 đã tấn chiếm được bến phà Ních Lương, cửa ngõ dẫn vào Phnom Penh. Trong khi sư đoàn 9 tiến quân song song quốc lộ 1, sư đoàn 2 đã rui rặng làm chủ Phnom Penh ngày mùng 7 tháng 1 năm 1979. Quân đoàn 3 của tướng Kim Tuấn từ Tây Ninh Gồm các sư đoàn 10, 31, 320 Và một bộ phận của sư đoàn 302 quân khu 7 Sau khi vượt sông Mê Công Tiến chiếm thị xã Cà Pông Trạm Đã đưa quân theo lộ 7 Áp sát bờ sông Toan Lê Sáp Tấn chiếm khu vực U Đông Các mũi tiến công của sư đoàn 10 và 31 Uy hiếp vùng ngoại vi Để sư đoàn 320 sẽ tấn công vào thủ đô Nồng Bình Nhưng do chậm chân hơn Quân đoàn 4 đã vào chiếm thủ đô trước nên tướng Kim Tuấn tư lệnh quân đoàn 3 đành phải đưa quân lật cánh lên phía bắc giải phóng tỉnh Kampong Chi Năng. Rồi sư đoàn 10 theo quốc lộ 5 hành quân truy kích tàn quân tận biên giới Thái Lan thuộc tỉnh Bát Tam Bang. Riêng khu vực duyên hải phía đông nam Campuchia thì quân đoàn 2 của tướng Nguyễn Hữu An và lực lượng vũ trang của quân khu 9 cũng làm chủ tình hình và bắt đầu vừa bình định vừa giúp bạn xây dựng chính quyền trở lại với chiến trường miền đông Campuchia sau khi thị xã Karati thất thủ sư đoàn năm bộ binh đã vượt sông Mê Công băng rừng ra ngã ba Campong Thừa Nò theo lộ 6 hành quân cơ giới tiến thẳng lên Bát Tam Bằng sư đoàn 302 sau khi hoàn thành nhiệm vụ phối thuộc với quân đoàn 3 đánh chiếm thị xã Campong Trạm toàn đội hình đã quay trở lại lộ 13 chịu trách nhiệm truy quét tàn quân từ Me Mút lộ 7 Kéo dài lên đến tận Karati Sư đoàn 303 Sau khi đánh chiếm thị xã Karati Bắt đầu phát triển về hướng nam Tạo thanh lực lượng Của sư đoàn 260 Và 603 Pol Pot Sau khi liên tiếp giành được những chiến thắng Bắt đầu từ chiến dịch Tấn chiếm thị xã Karati Giải vây cho trung đoàn 36 Bên bờ đông của sông Mekong Tiểu đoàn 1 đã góc công lớn Khi cùng với các đơn vị Của trung đoàn 732 đánh tan rã và gây thiệt hại nặng đối với các đơn vị thuộc sư đoàn 260 và 603 của quân Khmer Đỏ. Với khí thế tiến công và sức mạnh của một đội quân khá tinh nhuệ và những sĩ quan chỉ huy đầy kinh nghiệm tác chiến của một cuộc chiến tranh quy ước mà quân Khmer Đỏ chỉ là đàn em, hay nói đúng hơn, quân đội Pol Pot đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi nghĩ mình là đối thủ của quân đội nhân dân Việt Nam từ những điều trộm nghĩ của tôi Có lẽ các chỉ huy trung đoàn nghĩ rằng Đơn vị sẽ không gặp phải bất kỳ một trở ngại nào Trong kế hoạch tiến công đánh chiếm thị trấn Trờ Long Xong mọi việc đã không diễn ra như dự kiến Tôi không tin những suy đoán chủ quan của bản thân tôi là đúng Vì lúc bấy giờ tôi vẫn chỉ là một tiểu đội trưởng Tầm nhìn còn hạn hẹp Trong phạm vi tác chiến của một đại đội bộ binh nhưng với những gì tôi đã được phổ biến trước trận đánh vẫn làm cho tôi chăn trở mãi về một kết quả không mong muốn đối với một trận đánh mà theo tôi nếu như chúng ta làm tốt hơn công tác đánh giá tình hình địch và kế hoạch hành quân tác chiến thì đã giảm được nhiều những thiệt hại từng là một sĩ quan chỉ huy cấp thấp kinh nghiệm tác chiến chưa nhiều và lúc này thân phận và địa vị có khác đi nhưng tôi vẫn có suy nghĩ riêng của mình về những sai lầm trong việc hành binh của chỉ huy trung đoàn đối với trận đánh này tôi nghĩ có lẽ đã có sự chủ quan của các sĩ quan chỉ huy tiểu đoàn hai và ban tác chiến trung đoàn khi đánh giá không đúng và thiếu chính xác về quân số và trang bị của địch có thể đã thiếu thận trọng và cân nhắc khi xử lý các nguồn thông tin do trinh sát trung đoàn báo cáo và đó chính là nguyên nhân dẫn đến những tổn thất rất đau của tiểu đoàn 2, trong đó có đại đội 8 là đơn vị phải chịu nhiều tổn thất nhất. 7 giờ sáng ngày mùng 9 tháng 1 năm 1979, tiểu đoàn 2 rời Phum Break lắc, di chuyển xuống phía nam theo trục lộ 308, cự ly hành quân độ 15 km trên con đường độc đạo để vào thị trấn Chơ Long. Bên phải là sông Mê Công và bên trái là những con rạch nước chẳng chịt đầm lầy theo hoạch định đợt tảo thanh tàn quân trong thị trấn tơ long sẽ do tiểu đoàn hai đảm trách hướng chủ yếu theo lộ ba trăm qua cầu trơ long rồi vào thị trấn cùng lúc tiểu đoàn một của tôi không qua cầu mà phải cắt đường xuống nam hai km mới vượt sông và triển khai đội hình tác chiến bên trái của hướng tấn công tiểu đoàn hai để răng lưới bắt cá, khi tiểu đoàn lùa địch ra khỏi thị trấn, tiểu đoàn 3 sẽ cùng với các đại đội trợ chiến yểm trợ phía sau đội hình của tiểu đoàn 2, nhưng không rõ lý do vì sao, tiểu đoàn 3 và khối trực thuộc đã không hội quân đúng thời gian quy định khi tiểu đoàn 2 đã chạm địch và nổ súng. Và cũng theo kế hoạch hiệp đồng tác chiến đã được triển khai. Chúng tôi được biết, ngoài các tiểu đoàn bộ binh của trung đoàn 732 tiến vào Long Còn có thêm sự tăng cường của Trung đoàn 733 Được triển khai từ hướng Đông Bắc của sông Té lên Suốt một quãng đường hành quân Chúng tôi hoàn toàn không gặp phải bất kỳ một hoạt động quân sự nào của địch Có vẻ như chúng đang phân tán lực lượng Để tránh bị quân ta vây đánh như hai trận trước đó 10 giờ sáng Trong ngày tiểu đoàn 2 Chỉ còn cách cầu Chơ Long khoảng 500 mét Tại đây chúng tôi đã bắt gặp cánh trinh sát trung đoàn đang khai thác thông tin từ một lính trinh sát của Pol Pot bị ta bắt được lúc nó đang tìm cách vượt sông Chơ Long sang nắm tình hình của quân ta. Không biết có phải những thông tin sai lệch hay chủ quan khi điều tra, khai thác tình hình của địch từ tên lính Pol Pot mà ngay sau đó tiểu đoàn 2 vẫn tiếp tục nhận lệnh đưa quân vượt cầu Chơ Long tiến vào thị trấn mà lẽ ra phải chờ tiểu đoàn 1 của tôi cắt đường xuống phía nam rồi vượt sông vào vị trí quy định trước khi tiểu đoàn 2 qua cầu. 10 giờ 15 phút, những chiến sĩ đầu tiên của đại đội 8 tiểu đoàn 2 vào thị trấn Chơ Long hướng chính diện. Cùng lúc này, đại đội 6 ở bên phải và đại đội 7 ở bên trái đội hình tiểu đoàn 2 cũng đồng thời vận động vào trung tâm thị trấn. 10 giờ 40 phút, tiểu đoàn 2 vẫn chưa phát hiện có sự có mặt của địch trong thị trấn. Khi đại đội 8 vừa vượt qua ngôi chùa to nhất của thị trấn Thì phát hiện xung quanh chùa nhiều bếp lửa dạ chiến đang đun nấu Trong những chiếc chảo lớn được người dân Campuchia dùng để đun nước thôn nốt lấy đường Là từng mảng thịt lớn đang được luộc Nhiều thúng cơm vừa mới được vớt ra còn bốc khói Ở cánh phía phải bờ sông Mê Công Đại đội 6 báo cáo đã phát hiện thấy có nhiều chiếc bè được kết bằng các thân cây chuối và tre tươi đang được neo ở mép nước. Vậy là đã rõ, địch đang chuẩn bị cho kế hoạch rút quân sang bên kia sông, nhưng chưa kịp hoàn tất thì đã gặp phải lực lượng của tiểu đoàn 2. Ở vào thế chặn đủ đường, với bên phải là sông Mê Công, trước mặt là sông Chơ Long, đã bị quân ta án ngữ, bên phải là những cánh rừng trồi, xen lẫn đầm lầy, và với lợi thế hơn hẳn quân ta về lực lượng với quân số khoảng gần một trung đoàn thuộc sư đoàn 603 và sư đoàn 260 cơ mè đỏ cộng lại địch đã quyết định chủ động thực hiện một cuộc quyết chiến với ta thay vì tháo chạy trận đánh ngay từ đầu đã thể hiện cực kỳ khốc liệt tiếng đạn hỏa lực nổ liên hồi ở hướng tiểu đoàn 2 làm cho tôi có cảm nhận tiểu đoàn 2 một lần nữa lọt vào đồi không tên tại cụm cao điểm Brambon Survey Check nhưng chưa có nơi đâu mà địch Sử dụng hỏa lực khủng khiếp Như ở trận đánh này Chúng gần như không sử dụng đến súng cá nhân Mà chỉ dùng toàn hỏa lực mạnh Với cơ số đạn Được trang bị dồi dào Trong khi tiểu đoàn 1 của tôi Đang bị bõm vượt sông Nghe nhiều tiếng nổ Mà thấy nóng ruột cho đồng đội của mình Cuối cùng thì tiểu đoàn 1 của tôi Đã áp sát được vào thị trấn Tuy không vấp phải sự kháng cự Đáng kể của địch nhưng phải vận động trên đám ruộng xình lầy cả cây số thì đúng là thở không ra hơi đại đội ba của tôi tiến vào nhà máy giấy ở cuối thị trấn nó đã thực sự biến thành chiếc bong ke lợi hại của lính pol pot từ những ô cửa sổ trên tầng hai của nhà máy giấy các khẩu dkz bảy mươi lăm và b bốn mươi liên tục phóng những chùm lửa đại đội ba ở bên ngoài vào đồng thời cũng hỗ trợ bắn đội hình đại đội tám đang trụ lại trong con đường dẫn vào thị trấn những khẩu đại liên được đặt trên mái tầng thượng vãi đạn không ngớt xới tung các hàng cây ven đường cùng nơi trung đội chín của tôi đang phơi mình trên cánh đồng đọ sức với một lực lượng của pol pot có quân số đông và được trang bị hỏa lực mạnh như thế suốt cả tiếng đồng hồ về phía quân ta lúc ấy chỉ có một tiểu đoàn hai lại phải chiến đấu trong thế bị động và bất lợi về vị trí chiến đấu nên thương vong là điều khó tránh khỏi. Chỉ sau 20 phút đầu tiên của trận đánh, toàn bộ cán bộ chiến sĩ của trung đội 8 của thằng Châu trên hướng chính diện đều bị thương vong. Ngoài 4 binh sĩ bị thương kịp đưa về tuyến sau, tất cả 11 người còn lại đều hy sinh. Khẩu đội 12 ly 7 của tiểu đoàn cũng có 2 xạ thủ bị thương do trúng mảnh đạn DKZ chỉ mới nổ súng ngăn được đợt xung phong đầu tiên của địch thì khóa nòng của khẩu 12 ly 7 đã kéo đứt đuôi đạn làm kẹt lại vỏ đạn bên trong nòng đành tắt tiếng gáy chúng tôi nhìn thấy rõ hành động chiến đấu của bọn lính áo đen dựa vào quân số đông và hỏa lực mạnh chúng luôn miệng đe dọa cáp ruôn nhiều tên với trang bị súng trung liên và b 40 trên tay liên tục di chuyển qua lại giữa các ngôi nhà hai bên đường Lần đầu tiên tôi đã chứng kiến lính Pol Pot cặp súng B40, B41 vào nách bắn thẳng vào các vị trí của chúng tôi. Còn về cách sử dụng cối 62 của các tên địch cũng không kém quân ta. Bọn chúng chỉ bắn bằng nòng cối mà không cần đến đế súng. 12 giờ 30, địch tổ chức đợt tấn công thứ hai, không phải bằng bộ binh mà bằng pháo không giật 75 và cối 62 đã có thêm nhiều chiến sĩ của tiểu đoàn 2 bị thương và hy sinh. Riêng đại đội của tôi, trung đội 7 bị đóng dấu chiến trường, hai em, nhưng không nghiêm trọng lắm. Sau khi thoát được quả B40 đầu tiên của địch nhờ nấp kín phía sau một bụi cây củ chuối, tôi vận động thật nhanh sang một gốc cây bên cạnh với đôi tai bị ù bởi mấy ngày nay bị chấn động bởi tiếng nổ gần 14 giờ chiều lợi dụng địa hình che khuất của rừng trồi địch sử dụng khoảng một tiểu đoàn tiếp cận tấn công đại đội 1 của chúng tôi từ bên sườn trái của đội hình. Trước sự căng kéo của địch, chúng tôi đề nghị tiểu đoàn 2 cho bắn cối chi viện vì phải vượt sông nên toàn bộ cối 82 đã để lại bên kia sông. Những lúc này, các khẩu đội cối 82 của đại đội 9 và cối 62 của các đại đội mỗi khẩu chỉ còn không quá 5 quả nên chỉ được lệnh bắn khi thật sự nguy cấp lần thứ hai trong ngày tiểu đoàn hai và tiểu đoàn một chúng tôi đẩy lùi được đợt tấn công của địch mười sáu giờ ba mươi chiều địch dừng toàn bộ các hoạt động công kích tranh thủ khoảng thời gian yên tĩnh này chúng tôi ra sức củng cố lại công sự chiến đấu chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo chưa biết sẽ đến lúc nào suốt cả ngày chiến đấu căng thẳng tất cả chúng tôi ai cũng mệt nhoài người nào cũng bơ phờ đầu tóc bê bết khói súng và bụi đất Cả ngày không có một thứ gì để bỏ vào bụng, nhưng tôi không có cảm giác đói. Cái chúng tôi đang cần và chờ đợi chính là sự có mặt của trung đoàn 733 đang trên đường tiến vào Trơ Long. Hoàng hôn buông xuống là lúc cuộc chiến tạm lắng, trong cái không khí nặng nề bao trùm, các đại đội cử người tìm cách vượt ra ngoài vòng chiến, đưa thương binh và tử sĩ về tuyến sau, phía bên kia cầu Trơ Long, nơi trung đoàn bộ từ suốt đêm qua cho đến sáng, chúng tôi luôn trong tư thế sẵn sàng chờ đón những đợt tấn công mới của bọn 260 và 603, nhưng lực lượng địch đã không có bất kỳ một động thái quân sự nào. Đến 7 giờ sáng, những tiếng nổ đầu nòng làm tôi tỉnh hẳn người. Khi từ phía đông của thị trấn, hàng loạt tiếng đề của các hậu cối 82 của K16 trung đoàn nổ vang, đồng thời 75 mi không giật và DK-82 mì của đại đội K-17 cũng cất lên tiếng gầm từ hướng đông nam ở bên kia sông Trời Lòng. Những dây sau đó là những ánh chớp lửa thi nhau chụp xuống chung quanh khu vực nhà máy giấy và giải dài ra đến bờ Mê Công từ bên phải đội hình của tiểu đoàn 1 chúng tôi. Tiếng thượng liên hai ly bảy của tiểu đoàn 2 hoạt động trở lại với từng loạt điểm xạ oai hùng. Thay vì chúng tôi phải nằm chờ đối phương với lực lượng và trang bị hỏa lực vượt trội muốn khỏ đầu chúng tôi lúc nào tùy thích và hai tiểu đoàn bộ binh của 732 chỉ việc chống đỡ và chờ đợi sự chi viện của trung đoàn 733 thiếu tá hoàng trung đoàn trưởng đã có quyết định táo bạo tổ chức phản kích đúng sách vở tiên hạ thủ vi cường trung đoàn đã tung lực lượng dự bị vào trận vào nửa đêm hôm qua tiểu đoàn ba đã xuất phát vượt sông chờ long hành quân theo mép rừng đến phung campong sre ém quân chờ tiểu đoàn một và hai tấn công địch khi có lệnh của tiểu đoàn ba sẽ là mũi vu hồi từ tây nam tiến ra khóa lộ ba tám và tập kích vào lưng đối phương giá như điều này xảy ra sớm hơn tất cả diễn biến của cuộc hành binh đã xảy ra theo đúng kế hoạch tác chiến rất đẹp và tuyệt vời nhưng mọi động thái hiệp đồng của các đơn vị chúng tôi đã không còn nhiều ý nghĩa nữa bởi sự kháng cự của địch không còn dũng mãnh như ngày hôm qua vì đại bộ phận lực lượng địch đã sang bờ tây sông Mekong từ lúc gà gáy sáng khi chúng tôi đến kiểm tra trận địa ở khu vực phía nam của thị trấn tôi mới hiểu ra rằng những bước chân chạy rầm rầm trong đêm chính là tiếng chân của đàn trâu bò và ngựa đã được lính Pol Pot trước khi rút đi tháo chuồng đuổi ra rừng vì chúng không muốn quân ta trưng dụng đàn gia súc để bổ sung nguồn thực phẩm cho các đơn vị. Sau khi trung đoàn 732 làm chủ thị trấn chờ Long tiểu đoàn 1 của tôi xem như đã được giải lao và sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới. Giao tiểu đội cho Dũng Huế sắp xếp canh phòng. Tôi vác khẩu tiểu liên đi lòng vòng để tìm có thứ gì cải thiện cho anh em. Vô tình tôi đi vào khu vực đại đội 8 và tiểu đoàn 2 đang tổ chức rút kinh nghiệm của trận đánh đúng lúc cuộc họp kết thúc các trung đội giải tán về vị trí tôi bắt gặp thằng châu tiểu đội trưởng tiểu đội sáu trung đội tám phan minh châu nguyên đại biểu hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh quận ủy viên quận 11 một vừa mới mất do ung thư xương đang đứng dưới dạng dừa một mình lặng im mắt nhìn ra bờ sông với vẻ mặt buồn thảm cái cục cổ biểu hiện giới tính của đàn ông nó cứ chạy lên chạy xuống như để cố nuốt ngược vào lòng điều gì đó nhìn thấy tôi đang bước đến chưa kịp chia sẻ điều gì nó đã hỏi tôi tiểu đoàn một phải không tôi là tị đại đội ba tiểu đoàn một công dân quận mười lệ bất thành văn thường thì lính trong trung đoàn gặp nhau khi giới thiệu về mình thì nói luôn quê hương của mình minh châu trung đội tám đại đội tám tiểu đoàn hai dân quận mười một mới hôm nay mệt quá phải không? dân tiểu đoàn 2 của mấy ông chơi khá lắm đó. sau cái vụ đối không tên ở sở trách, rồi bây giờ chịu đòn lần nữa mà vẫn đứng vững là quá ngon rồi. ông tị này, thằng châu tôi có nguyên rủa và căm hận bọn bồn pot này tận xương tủy ông biết không? tôi móc thuốc ra hút và mời minh châu một điếu. nó không biết hút thuốc nhưng vẫn vật điếu thuốc tôi mời. tôi bật lửa đốt thuốc cho nó Bàn tay nó rung rung Miệng thì bập bịa lia lịa Rồi ho sặc sụa Rồi nó hỏi tôi Trong trận này tiểu đoàn của ông thế nào? Bị thương hai Đại đội một có hai con không về nữa Tôi kéo một hơi thuốc Rồi nhìn nó và nói tiếp Chuyện nhà binh mà Lính bọn mình phải chấp nhận thôi Chứ biết làm sao hơn Biết là vậy Nhưng nghĩ coi Trung đội 30 người rơi dụng lần lần còn có 25. Chỉ một trận này thôi, tập hợp đại đội thì trung đội 8 chỉ còn 10 thằng. Đau lắm thì ạ. À. Nói rồi thì nó cứ ứa nước mắt, cục cổ lại chạy lên xuống. Nhìn thằng Châu thảm não. Nào tôi phải đâu là gỗ đá mà không biết đau thương. Nhưng tôi lại không thể làm sao biểu lộ cảm xúc ra như nó được. Tôi cũng không biết tại sao Có phải tính cách của tôi Đã bị chi phối bởi làn tên mũi đạn làm cho chai lì mất rồi mới hôm nào tin chiến thắng vang dội của quân đoàn chủ lực đã vào đến nông Bình rồi thì niềm mơ ước của chúng tôi mong chờ đã sắp đến rồi sẽ được về nhà hay ít ra đơn vị cũng sẽ được rút về phòng thủ trên các tiền đồn biên giới của tổ quốc thân yêu nhưng chớ trêu thay bọn quỷ đỏ vẫn còn đó nên đồng đội tôi bạn bè tôi một số nữa đã phải tiếp tục thôi không còn chờ nữa để cho bao nhiêu trái tim thổn thức trong ngậm ngùi ở tận quê nhà xa xôi rồi đây trong cái xe lạnh giữa dòng mê công tự bao đời nay cứ chảy tuôn về vô định ánh mắt vẫn ngọt ngào ve vuốt những tàu lá dừa bên sông hùng vĩ mới đây còn là chiến địa tôi biết tiết trời đã lập xuân Theo cánh quân tiểu đoàn 1 Tôi hành quân băng rừng xuống tây nam Hướng về lộ 7 Campong Tràm Trời đã về chiều Trên đường hành quân lúc ra gần đến Đam Bơ Thì rừng chân giải lao Trong khu rừng u tối Có những cây mai rừng Đã nở hoa khoe sắc vàng rực Trong khi mọi người tranh thủ Dựa lưng vào ba lô để lấy sức Tôi đã bắt gặp Dũng Huế Ngắm nhìn những cành mai nở Rồi lắc đầu thở dài không nói gì Tôi hiểu tâm trạng của nó Vì chúng tôi là bạn thân Từ ngày còn mai đũng quần Trên ghế nhà trường Tâm trạng tôi cũng bối rối Có hơn gì nó đâu Khi thấy toàn hoa mai Là Tết đã sắp đến rồi Và giờ này chúng tôi còn đang nổi trôi Với thân phận trinh nhân hồ hại Vậy mà nàng xuân Lại là lơi đến với muôn loài Làm tôi chợt nhớ Khi chuẩn bị đón những ngày Tết đến Mỗi độ xuân về tâm hồn mỗi người đều cảm nhận thấy sự rộn ràng trong cái không gian đoàn tụ ngày cuối năm khi chiều xuống chiếc xe jeep vừa đỗ trước sân nhà là anh em chúng tôi ào ra tiếu tít đón bà đã về trong mùi hương trên bàn thờ ông bà lan tỏa sự ấm êm và hạnh phúc quây quần lần nào má tôi cũng mời chú hạ sĩ nhất ngộ đã lái xe cho ba tôi bảy năm ở lại dùng cơm nhưng chú ấy luôn từ chối để kịp về với vợ con bên gia đình. Giờ đây, chúng tôi những người lính 18 đôi mươi nơi biên xa, đợi lúc nào tôi khói lửa thì xuân hãy đến với lính chúng tôi. Vì vẫn còn phải đi hoài khi hai vai còn nặng nghĩa nợ nước nhà mà Tết đến thì có gì vui đâu. Ở đây lính không có mùa xuân hạ thu đông, ngoài nhiệm vụ hành quân với đêm ngày và mưa nắng. Ở đây những chiến binh, chúng tôi cũng có bao ước mơ dâng trào có anh lính tay ngắt một cành mai mà trong lòng buồn ngẩn ngơ khi xuân mới lại về đây, cho lòng thương miến ai nhiều, mong sao đất nước yên bình để cho những ước muốn không còn là mãi mong chờ. Xuân đi, xuân đến rồi lại về, để ai đó trên đường đi lễ xuân khi chúng tôi vẫn nhịp bước quân hành vì tình quê hương một năm đã qua rồi đó Lòng thấy bâng khuâng Tôi nhặt cánh mai vàng nơi này Để gửi tặng cho ai đây Về đến thị trấn Cơ rong Xuông Nơi đặt sở chỉ huy trung đoàn 732 Tiểu đoàn 1 được lệnh đi tiếp Chờ lên hướng Bắc 15 km Vào Cờ Rau Chama Tiểu đoàn 2 đứng chân tại Câu Pông Sờ lèng Tiểu đoàn 3 trú đóng ở Đam Bơ Thời gian mấy hôm cứ quanh quẩn Ở khu vực Cờ Rau chỉ là những cuộc tuần tra nhỏ lẻ cấp trung đội với tầm hoạt động bán kính không quá 10 km theo cặp sông Mê Công hoặc đi xuống phía nam với rừng cao su bạt ngàn. Trong thời điểm này, Bộ Chỉ huy Sư đoàn 303 cùng hai trung đoàn 731 và 733 đã sang hoạt động ở phía bờ tây sông Mê Công, chỉ còn lại trung đoàn 732 ở lại bên bờ đông Mê Công. Lệnh của trung đoàn qua hệ thống liên lạc vô tuyến truyền xuống ba tiểu đoàn bộ binh và các đại đội trợ chiến phải tập trung ra lộ 7 lúc 4 giờ sáng để hành quân cơ giới vượt sông Mê Công với nhiệm vụ chi viện và giải vây cho trung đoàn 733 đang bị quân của sư đoàn 603 Pồn Pot bao vây bên bờ tây sông. 7 giờ sáng, tiểu đoàn 1 của chúng tôi đã có mặt tại bến phà Campong Tràm. Trong lúc chờ phà, tôi nhìn thấy những chuyến phà do công binh quân khu 7 đảm nhiệm đưa những chiếc xe zin từ bờ tây sang trên những chiếc xe sơn màu da trời ấy là những bao ni lông trong suốt bên trong là những đồng đội của tôi được bọc vải trắng các anh là những chiến sĩ của quân đoàn 3 đã vì nước quên thân được đưa về từ Siêm diệp và bát tam băng họ đang trên cuộc hành trình về quê mẹ những con zin một ba mươi đang từ từ rời chuyến phà của công binh hai bánh xe trước của xe cố leo qua những cái bậc tiếp nối giữa con phà và bến đỗ nghiêng qua ngã lại thật êm như mong sao không làm các anh thức giấc tôi không phải là nhà văn là nhà thơ để có nhiều cảm xúc tôi chỉ là một thằng lính bộ binh mà sao thấy trong tim sự xúc động bồi hồi dù tôi biết rằng quy luật của chiến tranh là như vậy trước cảnh sinh ly tử biệt này dù tôi hay các đồng đội của tôi trên khắp mặt trận làm sao mà không có những giây phút bâng khuâng để rồi chính chúng tôi là những người kiến tạo hòa bình ra khỏi khu vực bến phà cam vông tràm đoàn xe đưa các anh theo lộ bảy về hướng biên giới việt miên tôi nhìn với theo sau đám bụi mù thầm nghĩ tổ quốc ghi ơn và anh hùng tử nhưng chí hùng bất tử là các anh đó Hôm nay tôi và đồng đội tiếp tục băng mình vào lửa đạn Tiểu đoàn 1 của tôi đã sang bờ tây sông Mê Công Vào thị xã Cà Phong Trạm Sau khi ăn trưa Tiếp tục hành quân cơ giới Đến ngã ba Tràm Ca Lêu Lúc 13 giờ Rồi tiếp tục hành quân bộ 11 km Vào đến Phum Masa Trời Cách nơi trung đoàn 733 Bị vây hãm chừng 1 km Bên kia cánh đồng ở đây tôi gặp thiếu tá hoàng trung đoàn trưởng đã đến trước chúng tôi không biết từ lúc nào trước kia cách nay một tháng tôi đã từng thấy thủ trưởng của mình nay gặp lại thấy ông càng gầy hơn má hóp và khắc khổ hơn có lẽ ông đã lo nghĩ quá nhiều tôi thấy thông cảm và thương vị chỉ huy của mình chúng tôi đang trên tinh thần chờ lệnh tác chiến thì nhận được lệnh của sư đoàn phải hành quân trở ra ngã 300 Cham Như vậy có nghĩa là trung đoàn 733 phải chịu trận thêm một đêm bị vây hãm. 7 giờ 30 sáng, tiểu đoàn 1 được lệnh trở vào Mesa Cherey. Khi vào đến nơi, tôi đã thấy có 4 chiếc M113, mỗi xe đều trang bị 12 ly 7 và có 2 xe được trang bị cối 62 ở trong thùng. Đại đội K16 82 và K17 75 cũng đã có mặt để tổ chức trận địa pháo trước cổng chùa của phu mesa Chiray, tôi đã thấy thượng tá trần đối sư đoàn trưởng đang làm việc với các sĩ quan tác chiến và thiếu tá hoàng cùng bộ tham mưu của mình hai chiếc m một ba ở lại bên ngoài với sở chỉ huy tiền phương và có hai chiếc m một ba chạy về phía đội hình của tiểu đoàn một để chuẩn bị xuất kích tôi đã trộm nghĩ có lẽ sư đoàn đã áp dụng chiến thuật nhị thức. Bởi hai thiết giáp ngoài 127 còn trang bị cối 62 mà cối thì không thể đi trước bộ binh. Như vậy, bộ binh chúng tôi sẽ là nỗ lực chính và thiết giáp chỉ làm nhiệm vụ hỏa yểm. Trận đánh diễn ra vào lúc 10 giờ 40 phút, các đại đội của tiểu đoàn bộ binh 1 và 2 đã áp sát trận địa. 10 giờ 45 phút, sau loạt cối 62 đặt trên xe M113 và cối 82 của đại đội K16 trợ chiến bắn cấp tập vào trung tâm của đội hình địch. Trên hướng tấn công của mình, các đại đội bộ binh của tiểu đoàn 1 dùng hỏa lực mạnh của DKZ82, B40, B41 và thượng liên 12L7 công kích dữ dội vào các điểm đề kháng của bọn lính sư đoàn 603 Ponpot ở mặt phía bắc và tiểu đoàn 2 tấn công mặt phía tây phum âm ly Hướng tiến công của đại đội 3 Trung đội 9 chúng tôi Đảm trách chỉ còn cách công sự Của bọn lính 603 khoảng 300 mét Và có hai đợt xung phong bất thành Do không thể vượt qua cánh đồng phía trước mặt Dưới làn đạn đại liên Được bắn như mưa Từ một công sự được thiết lập Ngay ở cửa ngõ của con đường chính Dẫn vào phum âm ly Đã có một số chiến sĩ trung đội 7 Và trung đội 8 bị thương Vì trúng đạn đại liên của địch sau khi hội ý chấp nhoáng của ban chỉ huy đại đội 3 đã có sự phân công thiếu úy Vinh chịu trách nhiệm hai trung đội 7 và 8 làm công tác yểm hộ trung đội 9. Thiếu úy Thọ, đại đội phó chỉ huy trung đội 9, mũi tấn công chủ lực của đại đội, một tổ xung kích gồm có tôi, Dũng Huế B41 và Hóa Điên mang AK nhưng có thêm một M72 có nhiệm vụ tiêu diệt ổ đề kháng là khẩu đại liên của địch để tạo cửa mở cho đại đội 3 xung phong đánh chiếm mục tiêu, yểm hộ cho chúng tôi trong công việc tiếp cận mục tiêu. Trung đội 7 và 8 có nhiệm vụ nghi binh, liên tục nổ súng áp chế và kêu gọi bọn địch đầu hàng nhằm làm lạc hướng chú ý của địch. Lợi dụng địa hình, địa vật với những hàng cây thấp mọc ven rừng, ba đứa tôi Khẩn Trương vận động để tiếp cận mục tiêu. Khoảng cách được thu ngắn dần từ 300m còn 150, rồi 45 mét. Từ vị trí này, chúng tôi đã có thể quan sát rõ mục tiêu và có được một góc bắn khá tốt. Để ngay loạt đạn đầu phải khoan thủng cho bằng được cái con gà nòi đang nhảy cưng cưng gây khó dễ cho đại đội 3 đang phải trụ ngoài kia cánh đồng mới gặt còn chờ gốc dạ. Tất cả đã vào vị trí, tôi phất tay làm hiệu bằng một thái độ bình tĩnh đến lạnh lùng và khả năng tác xạ chính xác Xạ thủ B41 Nguyễn Dũng tức Dũng Huế Là thằng nhát gái nhất trong đám bạn của tôi Từ vị trí ẩn nấp Vươn mình đứng dậy Lấy nhanh đường ngắm Và khai hỏa Đưa quả đạn B41 cắm ngay chóc mục tiêu Sức công phá của quả đạn Đã khiến khẩu đại liên Ngay lập tức im bật Không để cho bọn 603 Kịp hiểu ra điều gì Thằng hóa điên cũng bật dậy bồi thêm một quả M72 vào giữa đám bụi mù của trái đạn B41 vừa nổ. Để cẩn thận, tôi tặng thêm cho bọn địch mấy loạt tiểu liên, rồi thì ngoài kia đồng đội của chúng tôi dậy tiếng hò reo, tiếng thét xung phong vang dậy cả cánh đồng. Tổ xung kích đồng loạt rời vị trí lao về phía khẩu đại liên vừa bị chúng tôi tiêu diệt. Giữa đám khói bụi chưa kịp tan, tôi thấy một tên lính áo đen đã tử thương Bên khẩu đại liên ngã chổng gọng, bay mất hết một chân súng, hai chân còn lại dính hờ vào thân súng, bị mất một hộp tiếp đạn. Đồng thời tôi phát hiện có ba tên lính áo đen vừa vọt ra khỏi hầm chạy về hai hướng. Chúng vượt qua những loạt đạn bắn đuổi của trung đội 7 và trung đội 9. Hai tên lính đầu tiên đã may mắn thoát được qua phía bên kia đám cây ven phum. Tôi phóng mình vượt theo tên còn lại đang chạy loang ngoang ở phía trước. Sau hai loạt điểm xạ của tôi cùng lúc, với nhiều tiếng nổ của tiểu liên, của trung đội 7, tôi thấy tên địch khẽ loạn choạng rồi ngã chúi người về phía trước, theo đà chạy của nó. Từ phía tây phum âm ly, tuy có phức tạp về địa hình, rừng rậm, nhưng khá thuận lợi, chỉ sau một đợt nổ súng đã bắt tay được với quân của trung đoàn 733. Riêng tiểu đoàn 1, ngoại trừ hướng phát triển đại đội 3 của tôi khá tốt, thì bên cánh trái đại đội 1 và đại đội 2 khá bất lợi về địa hình bởi ruộng trống. Ngoài sự ngoan cố chống cự của bọn địch trong phum, đại đội 1 đã bị địch đánh thọc sườn từ phum Sophia. Trước tình huống bất lợi về địa hình và chiến thuật, lệnh của trung đoàn cho lui toàn bộ đội hình tiểu đoàn 1 về phía sau khoảng 500m để áp chế địch quân bằng hỏa lực pháo đi cùng bộ binh. Nhận được lệnh của tiểu đoàn thiếu ý thọ cho trung đội 9 rút ra khỏi phum chúng tôi vừa ra khỏi phum thì thằng hòa bọ chết ra sau cùng vừa chạy vừa hớt hải gọi và chỉ tay vào trong phum mướp 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 ơi thằng 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 lân đen bị bị nằm ở góc dừa rồi nghe thằng hòa nói xong tôi bảo nó ở chỗ nào mày và thằng hóa điên theo tao chờ vào mau bà đỡ tôi ba chân bốn cẳng chờ vào trong phum để tìm thằng lân đen ở ngoài cối 82, 62 và 75 không giật bắt đầu bắn cấp tập vào phun âm ly và phun sophia để áp chế địch quân trong khi toàn đội hình của tiểu đoàn đang lùi về phía sau chỉ có ba thằng tôi chạy ngược lại trên cánh đồng đã không qua mắt được thượng úy dạng tiểu đoàn trưởng ông nổi giận xuống ngay đại đội ba và đòi đưa thiếu úy thọ ra tòa án binh nếu ba thằng tôi ngủ cụ tỏi Thiếu úy thọ xanh mặt Không giải thích được Và không hiểu tại sao Làm sao tôi báo cáo kịp thời Với đại đội phó ở đây Và anh đành chịu sự lôi đình Của tiểu đoàn trưởng Tìm được thằng Lân Vẫn còn đang nằm ở gốc dừa Cách dừa phun hơn 100 mét Vì bị một viên AK bắn trúng ổ bụng Ruột non đã thòi ra bên ngoài Nên nó không thể đi đứng được Tạm băng cho nó xong Tôi và Hóa Điên Mỗi thằng sốc một bên nách Rồi lôi nó ra ngoài Còn thằng Hòa bọ chét đi sau Bắn chặn hậu Chúng tôi vừa tiến ra bìa phum Thì pháo cũng vừa dứt Và lần tấn công thứ hai này Hai chiếc M113 Dự bị được tung luôn vào mặt trận Tất cả là bốn chiếc thiết giáp Tiểu đoàn 1 nằm giữa hai bên cánh Mỗi bên là hai xe M113 Vẫn là một chiến thuật nhị thức Nhưng lần này Thiết giáp làm nỗ lực chính chạy lên trước với 4 khẩu 12 ly 7, hoạt động liên tục với sự phối hợp của cối 82 và 75 của trung đoàn bắn giải rác làm tiền đề cho bộ binh tiểu đoàn 1 chúng tôi cũng chia ra làm hai cánh tấn công. Đại đội 1 và 2 tiến vào phum Sophia. Đại đội 3 trở lại vào phum Ambi mà bên cánh phải của chúng tôi trong rừng đã có tiểu đoàn 2 với sự hỗ trợ của thiết giáp và pháo binh một cách đắc lực. Tiểu đoàn 1 chúng tôi nhanh chóng đánh bật quân của sư đoàn 603 Pol Pot ra khỏi trận địa và nhiệm vụ giải vây cho trung đoàn 733 được hoàn thành. Sau khi làm chủ trận địa, trong lúc giải lao chờ lệnh hành quân thì thượng úy Giàng đã xuống gặp đại đội trưởng và yêu cầu ba đứa tôi trình diện. Sau khi chúng tôi xếp hàng ngang chào thủ trưởng, ông nghiêm mặt hỏi: làm tôi hết hồn. Trong ba người, ai là chỉ huy? Thứ thủ trưởng là tôi, xanh tị, binh nhất tiểu đội trưởng của đại đội 9. Tôi báo cáo. Thế còn hai em này? Ông dịu giọng, dạ thưa, là Nguyễn Văn Hòa và Nguyễn Văn Hóa, đều binh nhì chiến sĩ. Tôi báo cáo thay. Được, mấy chú khá lắm, trong nguy khó không quên đồng đội, nhưng phải hết sức cẩn thận đấy nhé. Tên đạn không có mắt đâu Tôi sẽ bảo văn thư Làm đề nghị trung đoàn Thăng quân hàm cho mấy anh em Mỗi người lên một cấp Thôi về đi Sau sự việc này Tôi có gặp thiếu ý thọ xin lỗi Vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn Làm tiểu đoàn trưởng bị trách oan Nhưng thiếu ý thọ vẫn có vẻ không vui Tôi luôn có ấn tượng khá mạnh Về lính của sư đoàn 5 và 302 Lần đầu khi đại đội cử tôi một toán bốn người Trong đó có tôi đi bám lên xa ra ông Lúc về thì trời đã gần tối Không biết đi thế nào lại lọt ngay vào đội hình của trung đoàn 174 Anh em nhất định bắt tôi phải ở lại cơm nước xong mới được cho về Thực phẩm lính có gì ngon nhất được đem ra đại khách Dù chỉ là lon thịt hộp để dành hành quân Lần thứ hai khi lên xiêm diệp ở Bắc Lộ 6 gần Cao Lanh. Tiểu đoàn 1 của chúng tôi đã đụng độ với lính của Trung đoàn 88 Sư 302. Sau 20 phút nổ súng, chúng tôi lấy làm ngạc nhiên vì lần này tụi Pol Pot quá lì đòn, đánh hoài mà không chịu chạy và tụi tôi xung phong thì bị đẩy lùi ngay tức khắc. Cuối cùng thì hóa ra quân ta đánh quân mình. Kết quả tiểu đoàn 1 của chúng tôi có một đại đội trưởng bị thương nặng do mấy anh tám tám bắn đạn nhọn vào hai đầu gối lúc xung phong qua lần gặp lính sư năm cho thấy lính ta tiền tiêu không có nhiều mà tình cảm thì không thiếu hai chữ đồng đội thật thân thương bất kể anh nào ở đơn vị nào miễn cưỡng là có cùng màu áo lộ mười ba đầy máu lửa nếu không có sư đoàn năm thì sư ba linh ba của chúng tôi còn phải chịu nhiều thiệt hại hơn nữa cho thấy trong chiến đấu người lính sư năm và ba linh hai thể hiện sự kiên cường chỉ tiến chứ không lùi đó là hào khí của người chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam đã là lính thì hay thích làm tham mưu con địa vị của tôi lúc ấy chỉ có mới chức danh bình đơ nên tầm nhìn có hạn hẹp trên đường hành quân tôi gặp quân của trung đoàn một bảy nhiều lần khi chiến sự đã xảy ra ở phía đông là hướng hành quân của sư năm trong đó có trung đoàn 174 gần như luôn song song với trung đoàn 732 và 733 sư 303 của chúng tôi và trung đoàn 4 của sư năm còn đang ở phía sau tôi có đăng ký vào mấy lần nhưng chờ xét duyệt làm tôi có cảm nghĩ tôi đang đi tú tài lần nữa thời đó anh em mình đều là lính binh đơ hiểu biết cũng hạn hẹp chỉ biết hướng tiến công của đơn vị mình Thật tình sau này tôi mới biết Có F303 Đánh cùng hướng với mình Hồi đó tôi chỉ biết Trung đường hành quân Có một đặc vụ bộ thôi Còn F309 trước đó Đã có phiên hiệu F9 quân khu 5 Là hàng xóm của sư đoàn 5 Trên tỉnh Bát Tam Bang rồi 81579 Sư đoàn 5 cùng sư đoàn 10 quân đoàn 3 Đã giải phóng Bát Tam Bang 27 Tết âm lịch năm 1978, sư đoàn 5, theo tôi nhớ là theo lộ 10 lên giải phóng Palin, tháng 4 năm 1979, F5 quay lại cùng với F7. Sư đoàn 9, quân đoàn 4 đánh giải phóng U Đông âm Cuối tháng 4 năm 1979, Q16 về đóng quân từ Mon Bray, dài lên đến Bà Vân, tiếp giáp sư đoàn 309 cũng nên giới thiệu với các bác chút về trung đoàn. Q16 còn có tên Trung đoàn Bắc Sơn, được thành lập năm 1948 tại Bình Trị Thiên. Năm 1966 đi B hoạt động trên địa bàn Tây Ninh, Sông Bé là trung đoàn độc lập thuộc miền Đông Nam Bộ. Sau giải phóng thuộc Bộ Tư lệnh thành phố thành phố Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ kinh tế năm 1977 khi chiến tranh biên giới nổ ra Sư đoàn 5 lúc đó có 3 e là E4, 174 và E55. Tháng 9 năm 77, sư đoàn 5 được điều lên biên giới Tây Ninh. E55 vẫn ở lại làm nhiệm vụ huấn luyện. Quy 16 được bố trí chung vào sư đoàn 5, thế chỗ cho đủ 3 trung đoàn lên Cà Tum. Từ đó cho đến khi rút về nước năm 1989, Quy 16 bây giờ không còn nằm trong biên chế sư đoàn 5 nữa mà đã về tỉnh đội Đồng Nai với tên gọi là Trung đoàn Đồng Nai. Mấy năm nay, anh em lính sư đoàn 5 tụi tôi cũng có tổ chức về chiến trường ca liên tục từ nu Karati cho đến Bát Tam Bang, Cao Mê Lai, Pòi Pét, Âm Leng Ngày 29 Tết sau trận đánh giải vây cho Trung đoàn 733 thành công thì toàn bộ trung đoàn 732 được lệnh rút ra ngã ba Chamkalu. Toàn xe vận tải của quân khu 7 đã sẵn sàng để đưa trung đoàn 732 trở về phía đông sông Mê Công. Khi chúng tôi vừa ra đến trung tâm thị trấn Chamkalu thì được tin bọn sư đoàn 603 Pot vừa bị chúng tôi đập cho một trận tàn tác đã tập hợp được lực lượng trở lại để tập kích vào đội hình của trung đoàn 733 tại Phum Amri. Tiểu đoàn 2 của trung đoàn 732 được lệnh quay trở về và để hỗ trợ cho trung đoàn 733. Còn lại tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 3 cùng khối đại đội trợ chiến của trung đoàn tiếp tục lên xe hành quân theo kế hoạch đã định. Về đến ngã ba Caret, chưa kịp nghỉ ngơi thì đại đội 3 có lệnh hành quân họp phổ biến nhiệm vụ. Theo lệnh của tham mưu trung đoàn thì đại đội 3 tiểu đoàn 1 có nhiệm vụ cắt một số binh sĩ tuyên truyền bổ sung cho đại đội K-18 hỏa lực 12 ly 7 của trung đoàn. Danh sách điều truyền gồm binh nhì Nguyễn Văn Tấn, Trần Văn Banh của trung đội 7, binh nhì Châu Hùng Phi, Ngô Minh Châu, Lưu Bá Hoài và tôi của trung đội 9. Trung sĩ Hưng, quyền chỉ huy đại đội đã gặp thiếu úy Vinh, đại đội trưởng đề nghị can thiệp cho tôi được ở lại nhưng không thể do danh sách chuyển đi thiếu ý thọ lập ra đã được chuyển lên tham mưu trung đoàn chuyện đã vậy tôi đành phải chấp hành mệnh lệnh của chỉ huy để bàn giao cái tiểu đội thân yêu mà tôi đã xem như gia đình thứ hai của mình mái ấm mà tôi đã gắn bó với nó kể từ ngày đầu cuộc chiến trên cái xứ sở chết tiệt này tôi giao lại cho thằng dũng huế thằng bạn thân của tôi Buồn vì phải xa những thằng bạn Khi còn ở quê nhà Rồi qua đến đây Đứa còn đứa mất Những thằng bạn còn gọi là đồng đội Chúng tôi đã cùng nhau đói lạnh Và những giờ phút vào sống Ra chết Chỉ có điều an ủi Là bàn giao cái tiểu đội con con này Lại cho thằng bạn thân Từ ngày con mai đũng quần trên ghế nhà trường Thằng Dũng Huế Điều này có nghĩa là nó đã đạt sự tiến bộ và trưởng thành trong môi trường gian khổ có được niềm tin của chỉ huy và là chỗ dựa cho anh em trong cuộc sống và chiến đấu kể từ hôm nay vào buổi tối bên chén trà tôi ngày mai qua đơn vị mới có dũng huế hùng bông hùng son và minh mối mẻ tôi nói giá như mà thằng dũng làm tiểu đội trưởng mà tao được ở lại với tụi mày thì dù làm lính hoài tao cũng chịu tao không hiểu được mấy ông đại đội tại sao lại để cho mày đi chứ hùng bông nói có gì mà không hiểu bộ là con nít sao chuyện đời nhọn mỏ là vậy mình mối mẻ nói thôi đi mấy ông thần của tôi nói chuyện đó làm gì mai này tụi mày dáng bao bọc nhau giữa làn tên mũi đạn để con có ngày trở về anh em dáng hỗ trợ để thăng dũng hoàn thành nhiệm vụ tôi nói nhận nhiệm vụ tao cũng giàu lắm không biết có lo được cho anh em như thằng tị không nhưng có điều tụi mình phải mừng cho nó được về đơn vị hỏa lực ít ra cũng đỡ vất vả và nguy hiểm như ở bộ binh dũng huế nói nói rồi nó lôi trong ba lô ra năm gói thuốc lá nông nghiệp đưa cho tôi làm tôi bất ngờ và tròn mắt nhìn nó vì từ nào giờ nó có hút thuốc đâu mà sao lại nhiều thuốc vậy Mà nếu biết nó có hút thuốc Thì tôi đã tịch thu Mỗi lần có nhu yếu phẩm Nó nhìn tôi và cười hiền hòa Rồi bảo đây là quà của cả tiểu đội Dành cho tôi Hãy cầm lấy để anh em vui Cầm những bao thuốc lá trên tay Trong lòng tôi biết bao cảm xúc Tôi đưa mắt nhìn năm thằng còn ở lại Dũng Huế, Minh Muối Mè, Hùng Bông, Hùng Con và Hùng Mô rồi nói Cảm ơn tình cảm của anh em đã dành cho tị này Hãy ghi nhớ một điều Khi đã là lính với nhau Biết khoác trình y Chấp nhận hết mọi chiến trường Thì tuy không gian có là muôn lối Nhưng thế nào chúng mình chỉ là một thôi Sáng ngày 30 Tết Sau khi cơm nước xong Tôi trả súng đạn lại cho đơn vị Và từ biệt mọi người Rồi sáu thằng tôi vác ba lô Theo con lộ đất đỏ hướng về phía biên giới Việt Campuchia, độ 1 km rồi rẽ trái vào theo đường xe bò hơn 500 m là đến ban chỉ huy của đại đội K18 đóng quân trong rừng le. Đến nơi, chúng tôi gặp binh nhì Thọ liên lạc đại đội thì được biết thiếu úy Dương Hồng, đại đội trưởng đã đi họp bên trung đoàn, ở nhà chỉ còn chuẩn úy Nhữ Quang, chính trị viên phó thọ bảo chúng tôi chờ để thọ vào báo cáo xếp một lúc sau nó quay ra và bảo sáu đứa tôi ra bụi le ngồi chờ vì anh quang đang bận nghe đài là những thằng lính và chỉ là lính thôi vậy mà ở bộ binh có miếng thịt trâu thôi thượng úy khiêm chính trị viên tiểu đoàn cũng để dành cho chúng tôi lúc đánh nhau thì có tiểu đoàn trưởng luôn sắt cánh cùng anh em còn bây giờ ở đây những thằng lính quèn chúng tôi phải ra bụi tre ngồi chờ mấy ông chuẩn úy nghe đại xong mới tiếp kéo nhau ra bụi tre ngồi chờ đợi tôi lôi thuốc lá ra hút để đốt cháy cái khoảng thời gian chờ đợi vô bổ trong khi cả bọn cứ nhao nhao trong bực bội sau gần một giờ chờ đợi thằng phi lên tiếng không thể chấp nhận được kiểu đối xử như thế này tụi mình là lính tác chiến bị điều về hỏa lực chứ có phải đi xin sọ được về đây đâu bây giờ tớ tự ký phép về sài gòn ăn tết xong rồi lên đơn vị tính sau tụi mày thấy sao cả bọn nhao nhao ủng hộ ý kiến thằng phi chỉ trừ tôi và hoa bọ chét tôi nói anh em bớt nóng đôi chút làm gì cũng cần suy xét cho kỹ một chút tị này ông cũng biết rồi đó sống chết tụi mày đâu có sợ nhưng bằng cách coi lính như cỏ rác Thì có bị kỷ luật Tôi cũng không sợ Thằng Bành nói còn ý của mày thì sao hả Hòa Tôi hỏi Hòa bỏ chết Thằng tị ý nó nói đúng đấy Còn lại thì tùy anh em Tao không có ý kiến Thằng Hòa nói Cuối cùng thì bốn đứa Gồm thằng Banh, thằng Tấn, Châu Đen Và thằng Phi Vác bà lô tự ký phép Đi ngang qua ban chỉ huy đại đội Để ra lộ hướng về biên giới Việt Nam, chưa đến 4 km. Tôi và thằng Hòa tiếp tục ở lại ngồi chờ. Gần một giờ sau, thì thằng Thọ liên lạc ra gọi chúng tôi vào. Trước mặt tôi là chuẩn bí quang, người cao to trắng trẻo. Anh ta hất hàm rồi hỏi trống không. Các anh được điều về K-18 mấy người? Dạ thưa thủ trưởng, tất cả 6 người. Anh và anh kia tên gì? Và còn bốn người nữa đâu? Dạ tôi binh nhất Tên là Tị Và đây là binh nhì Tên là Hòa Còn bốn người còn lại Đi ra ngoài lộ Tôi không rõ thưa anh Vậy thì ai anh ra kia Chờ lúc nào đủ người Tôi sẽ phân về khẩu đội Chuẩn úy quang chỉ tay ra hướng bụi le lúc nãy Tiếp tục chờ thêm một tiếng đồng hồ Thì tôi bảo với hòa bọ chết Tìm thằng thọ liên lạc Để nói cho nó biết Để nó tự báo cáo cho đại đội 4 Thằng lãng tử kia Đã tự ký phép về Sài Gòn rồi Đừng chờ gì nữa Gần 4 giờ chiều Thì hai khẩu đội trưởng 3 và 4 Được triệu tập lên đại đội Để nhận quân số bổ sung Hai thằng tôi Thằng Hòa về khẩu đội 4 Của Trung sĩ 8 Tôi về khẩu đội 3 Của Trung sĩ An Nhiệm vụ cụ thể của tôi và thằng Hòa Là làm anh nuôi cho khẩu đội Vừa nghe chuẩn ý quang Giao nhiệm vụ tôi muốn sụ bà trẻ vì không thể tin được là tôi lại được giao nhiệm vụ ẩn náu tôi xin có ý kiến và nói xin thủ trưởng xét lại giúp tôi vì tôi đã quen với tác chiến việc nấu ăn rất tệ nuôi quân cũng là nhiệm vụ chiến đấu quân đội phân công anh nên phải chấp hành tốt nếu có ý kiến nữa tôi sẽ nhận xét anh đó anh chuẩn ý quang phán câu xanh dờn toàn đao to bố lớn trung Sĩ An nháy mắt với tôi, rồi nắm tay tôi lôi ra ngoài. Trên đường về khẩu đội, anh An nói với tôi, tôi có nghe nói ở bên tiểu đoàn 1, ông đánh đấm cũng được lắm và lại chịu trời nữa. Cứ yên tâm đi, về với bọn tớ cũng vui lắm. Còn việc nấu nướng thì cả bọn cùng làm, suy nghĩ chi cho mệt. Còn cái lão Quang, chính trị viên ấy thì bọn tớ vứt luôn. Với thái độ chân tình hoàn nhã của người khẩu đội trưởng đã làm cho tôi phần nào yên tâm để hòa nhập vào gia đình 12 ly 7 mới đang đóng quân trong rừng le. Buổi tối, toàn đội tập hợp để đón giao thừa trên bãi đất trống. Sau khi nghe chủ tịch nước chúc Tết đầu năm qua radio bán dẫn, thiếu úy Hồng, đại đội trưởng đọc quyết định thăng quân hàm lên binh nhất cho tất cả các binh nhì trong đơn vị trong đó có thằng hòa bọ chét riêng tôi được thằng hạ sĩ tiết mục tiếp theo là lính hát lính nghe cây nhà lá vườn đó tết chúng tôi cũng có mứt mứt gừng trà sen và hạt dưa chỉ không có cái bánh tét và thịt co trứng và cũng không có tiếng pháo khai xuân không biết mấy đứa bạn ở tiểu đoàn một giờ này đón tết ra sao lần đầu tiên trong cuộc đời người lính tôi đón tết xa nhà dù là tôi hay bất kỳ anh lính trẻ nào khi đang hiện diện ở tiền đồn hẻo lánh hay bất kỳ nơi đâu trên chiến trường ngoại biên đều có cảm giác nhớ nhà nhớ đến điên dại nhớ lắm nhớ mọi người cứ ấm êm nhớ con phố quen rồi nhớ từng ấy ánh mắt nụ cười người thân người yêu và bạn bè bọn lính phong trần có tin vui Ngoài nỗi nhớ nhung khi đón Tết xa nhà Ở đây giờ này tôi chỉ có bóng tối nhạt nhòa Của rừng le thăm thẳm Còn đồng đội tôi Đứa ở khe núi Kẻ ở ven rừng Thì cũng làm gì có Tết Khi tóc còn nhuộm bụi đường Thì gian nan này Mọi điều không có ý nghĩa gì Nếu không có những người trai thời chiến Tôi còn ngồi đây Vài ướt đẫm sương đêm Giữa cơn gió lạnh Phút giao mùa chuyện yêu thương đôi lứa chuyện hẹn hò ước mai sau thì để lại tính sau còn giờ đây biên cương hồ hải đang cần chúng tôi thì xuân ơi khoan thôi hãy đến chỗ anh tị kể ra làm tôi nhớ đến một người hai lần cầm súng sau khi tôi về e bốn tám bảy một năm do ban đầu về d mười một có đồng hương đàn anh dẫn dắt do đó sau này có lễ tết gì tôi cũng hay mò về trốn cũ thăm mấy ông anh vô tình tôi diện kiến một lính quân khu chín quê ở an giang số là người anh này vừa phục viên từ e chín sáu sư đoàn ba chín chưa đầy một năm lại trở lại chiến trường khiến anh ta trở lại về f ba chín nhưng khi chia quân lại vào e bốn tám bảy về d mười một mấy xếp e bộ ra coi mắt thấy anh này có nước da xám xịt giống như mấy tay chích choác cũng có đôi mắt tinh anh chứ không cụp nhìn như dân ken ông dê phó chính trị viên gọi anh ra nói anh xem qua hồ sơ tên tuổi thì thấy em không phải là người có tên trong hồ sơ anh có việc gì cứ nói thật để mấy anh hiệu chỉnh dừng để bản thân em nhỡ thương vong thằng khác nó hưởng mà em và gia đình lại phải thiệt anh này buộc phải khai thiệt Em nguyên là lính bộ binh E96 Mới phục viên chưa đầy một năm Bây giờ em phải vào quân đội Với cái tên của đứa em ruột Tại vì nó đã có vợ Vợ nó đang mang bầu gần sinh Nếu em cũng đã già Nó có tay nghề thợ mộc Đóng ghe xuồng kiếm cơm Em trong lính mới Về nghề ngỗng chả có Không có khả năng nuôi mẹ Em biết là có sai quấy trong việc này Mong mấy anh giúp đỡ sau khi điện đàm với E96 xác minh. Chắc chắn ăn phía E96 còn cho vài chú cùng B tranh thủ tải hàng ghé qua E487 gặp mặt. Anh em đơn vị cũ gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi. Mấy sếp E bộ nói mấy anh trọng em vì em có kỹ năng chiến đấu bộ binh. Nhưng mình đang đánh nhau với bọn địch dày dạn kinh nghiệm chiến trường. Em ở gần E bộ làm mấy anh yên tâm lắm.